thì nó gồm có 3 bài. Bài này là bài thứ hai. Rồi thì mời mọi người bắt đầu vào buổi tập. Rồi hãy ngồi thật thoải mái, lưng giữ thẳng, điều tiết hơi thở của mình trong 3 đến 5 hơi thở, thoải mái nhẹ nhàng cơ thể ra. Rồi hai mắt nhắm lại, nở một nụ cười thật tươi, cảm giác được sự nhẹ nhàng, bình an. Sau đó hít một hơi vào thật là nhiều và chậm rãi thở ra chậm. Rồi lại hít một hơi vào thật là nhiều, căng dần cơ bụng và thở ra chậm. Hít một hơi vào thật là nhiều, căng cơ bụng và thở ra chậm. Và chậm rãi hai mắt mình mở ra, duỗi chân ra tới, duỗi chân ra phía trước, thả lỏng chân mình. Thả lỏng lắc 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 cho mềm chân. Sau đó đặt nè, chân phải lên đùi trái, các ngón tay trái đan vào ngón chân phải, xoay cổ chân, xoay cổ chân mình và hít thở xoay. Rồi xoay đổi chiều lại. Rồi kéo mu bàn chân sát vào cơ đùi mình, ống gối phải xuống giữ tiếp, đi vừa sức mình lúc đau. Ống gối phải giữ tiếp. 5 4 3 2. Và đổi chân, duỗi chân phải ra, đặt chân trái lên đùi phải, xoay cổ chân trái, cổ chân mềm, chân mềm, dùng lực tay, cổ chân mềm, dùng tay nắm và xoay cổ chân mình. Và xoay đổi chiều lại, xoay làm nóng cổ chân. Rồi kéo mu bàn chân sát vào cơ đùi, ống đùi trái xuống sàn giữ. 5 4 3 2. Và duỗi chân, thả lỏng chân mình ra. Sau đó hai bàn chân mình áp lại với nhau. Rồi giữ lưng giữ thẳng, giữ ở đây, càm gập sát vào ngực. Và hít vào kéo căng cơ cổ, trường nhẹ cơ thể mình tới phía trước. Khi ngước càm lên, trường nhẹ cơ thể tới phía trước nè. Thở ra trả về, càm gập sát vào ngực. Hít vào kéo căng cơ cổ, trường nhẹ cơ thể tới phía trước. Thở ra trả về. Hít vào, trường nhẹ cơ thể tới phía trước. Thở ra trả về. Hít vào, trường nhẹ cơ thể tới phía trước. Thở ra trả về. Hít vào, trường tới phía trước, giữ ra đây nằm. 4 3 2. Trả về, càm gập sát vào ngực giữ. 5 4 3 2. Sau đó nghiêng nè, lỗ tai phải nghiêng xuống vai phải, giữ tiếp. 5
bốn mềm hai vai ra, ba, hai, đổi bên nghiêng trái giữ nè, năm, bốn, ba, hai, và trả về giữ nha. Ấn nè, ấn hai đầu gối mình xuống, ấn trường tới phía trước giữ, năm, bốn, ba, hai, và hít lên lại, duỗi chân ra, thả lỏng chân mình, thả lỏng lắc lắc cho mềm chân, lắc 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 chân mềm. Rồi duỗi cầm mũi chân giữ tiếp, năm, bốn, ba, hai, gập chân, nhấc hai gót chân lên khỏi sàn giữ, năm, bốn, ba, hai, và trả về lắc lắc mềm chân. Và sau đó mình đứng dậy luôn. Rồi đứng dậy, hai chân mình tách rộng ra bằng vai, hai tay mình đặt lên đầu gối nè, xoay vòng tròn, co hai gối vào trong, mở nhẹ ra, xoay vòng tròn khớp gối, co, mở, quan sát hơi thở, đi chậm, co, mở, co, mở, giữ lại, thở đều, co, mở, co, mở, quan sát hơi thở. Rồi đổi chiều lại nè, xoay vòng tròn ngược chiều lại khớp gối, giữ, quan sát hơi thở mình, thở chậm, thở, thở, và trả về, sau đó đứng dậy luôn, thả lỏng hai chân mình ra, quan sát hơi thở. Rồi hai tay mình chống hông nha, hai tay mình chống hông, nâng chân phải cao lên tối đa, thở ra hạ xuống, nâng chân trái cao lên tối đa, thở hạ, nâng chân phải lên cao tối đa có thể, thở hạ, nâng chân trái lên, thở hạ, nâng chân phải lên, thở, nâng chân trái lên, thở, nâng chân phải lên, thở, nâng chân trái lên, thở, chân phải lên, thở, chân trái lên, thở, và chân phải lên giữ ở đây nè, năm, giữ thăng bằng luôn, bốn, ba, nếu tốt hơn nữa mình sẽ nâng cao hơn nữa nha, nâng cao hơn nữa đi vừa sức mình. Hai, nếu không nâng được hãy để mũi chân này lên bàn chân kia giữ như vậy cũng được. Ba, và thở ra hạ xuống đổi chừng, giữ, năm, giữ thăng bằng, bốn, ba, hai, và thở ra hạ xuống. Rồi giữ nha, hai chân mình vẫn tách bằng vai, rộng bằng vai này, nhón chân lên nè, nhón mũi chân lên, thở ra hạ xuống, đẩy nhẹ mông ra phía sau, mình đang tập khớp gối, nhón lên thẳng, nhón mũi chân, thở hạ gót, đẩy nhẹ mông ra sau, hít, nhón mũi chân, thở hạ gót, hít lên, nhón mũi chân, thở hạ gót, hít lên, nhón mũi chân, thở hạ gót, lên, nhón mũi chân, thở hạ gót, lên, nhón, thở hạ gót, lên, thở hạ gót, nhón mũi chân lên, lên, thở hạ gót, lên, thở hạ gót, hai lần nữa, nhón mũi chân lên, thở hạ gót. Rồi lần này lên giữ nha, nhón mũi chân lên giữ, nằm, bốn, ba, hai, thở hạ gót, co nhẹ khớp gối giữ, nằm, bốn,
giữ nè, 3 2 rồi giữ nè, hạ tay xuống chống sàn nè, thẳng lên, hạ tay xuống co nhẹ gối, thẳng lên, hạ tay xuống co nhẹ gối, thẳng lên, hạ tay xuống co nhẹ gối, thẳng lên và giữ ra đây, chân thẳng, hai tay mình rũ giữ chân thẳng, giữ 5 4 3 2 và chậm rãi thở ra, hạ gối xuống, mông ngồi về gót chân, chán chạm sàn, đưa hơi vào thở ra, đưa hơi vào thở ra, thở hết hơi ra, thở. Rồi tiếp tục đi tiếp, quỳ gối lên, quỳ gối lên, hai tay mình chống nè, rồi mình duỗi chân phải thẳng ra, duỗi chân phải thẳng ra, thở hạ xuống, duỗi chân phải thẳng ra, thở hạ, duỗi chân phải thẳng ra, thở, duỗi chân phải thẳng, thở, duỗi chân phải thẳng và giữ ra đây, duỗi thẳng chân phải ra, rồi mình kéo tay trái duỗi thẳng tới phía trước, giữ ra đây, 5 4 căng, 3 2 sau đó thở ra, hạ xuống, hạ chân phải xuống, mông mình ngồi về gót chân, hạ trán xuống sàn, giữ ra đây, điều tiết hơi thở mình. Và tiếp tục quỳ gối lên, đổi chân, duỗi thẳng chân trái ra sau, duỗi kéo căng chân trái, thở hạ, 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 duỗi kéo căng, thở hạ, lần này giữ lại nè, duỗi kéo căng và giữ, rồi giữ kéo tay phải thẳng tới phía trước, giữ 5 4 3 2 và thở ra, thở ra mềm mại, hạ xuống nằm dài xuống thảm luôn, thư giãn cơ thể ra, mềm mại cơ thể ra, điều tiết hơi thở, đưa hơi vào thở ra, thở ra. Rồi đi tiếp nha, úp hai bàn tay với mông, co hai chân mình lên, giữ ở đây nè, mình sẽ đi đạp xe đạp nha, duỗi chân phải, co chân trái, duỗi chân trái, co chân phải, đi chậm nè, đi chậm, nếu nặng mỏi chân quá thì mình sẽ dùng tay mình đỡ bớt chân mình đó. Dùng tay đỡ bớt chân, duỗi, mình đang đạp xe đạp, quan sát hơi thở, đi chậm thở đều, 5 4 3 2 rồi chống chân trái, giữ chân phải đây, tay mình ôm lấy đùi phải, thả lỏng hoàn toàn chân phải ra, giữ, lắc lắc cổ chân phải, giữ, 5 4 3 2 rồi đặt mu bàn chân phải lên đùi trái, co chân trái lên, ôm ép gối trái sát vào bụng, giữ tiếp, 5 4 3 2 và thở ra, hạ xuống, chống hai chân lên sàn, đưa hơi vào thở ra,
và tiếp tục đi tiếp nha. Mình sẽ đi ngược chiều lại nè, nãy mình đạp xe đạp, chiều này bây giờ mình nâng lên nè, co xuống duỗi nâng lên co đó, xuống duỗi chân nâng lên co, đi chậm xuống duỗi nâng lên gập, đi chậm nặng quá thì tay mình đỡ bớt cơ đùi kéo nè, nặng quá mỏi quá dùng lực tay ôm lấy cơ đùi kéo, quan sát hơi thở, kéo giữ 5 4 3 2 và thở ra, hạ chống chân phải xuống, nãy mình chống chân trái giờ chống chân phải, thả lỏng chân trái ra giữ ở đây, lắc lắc thả lỏng hoàn toàn chân trái mình ra giữ, 5 4 3 2 thả lỏng hoàn toàn chân ra và chậm rãi thở ra, co đặt mu bàn chân trái lên đùi phải, rồi co gối phải lại, hai tay ôm lấy gối phải ép vào bụng giữ, 5 4 3 2 và thở ra, duỗi chân ra, duỗi chân thả lỏng chân tay mình mềm mại. Rồi đang nằm nè, mình sẽ duỗi căng mũi chân. Khi mình duỗi căng mũi chân thì hai tay mình vươn dài, mũi chân mũi tay duỗi căng 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 gập, hạ tay dựng mũi chân lên, dựng mũi chân nè, rồi duỗi mũi chân kéo căng 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 cơ thể, dựng mũi chân hạ tay, tiếp tục kéo căng 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 cơ thể, dựng mũi chân lên, lần này kéo căng giữ nè, mũi chân duỗi tay kéo căng giữ, căng 5 4 3 2 rồi mình bật cơ thể mình lên, mình nâng hai chân mình lên giữ nha, mình sẽ nhịp hai chân mình nè, 5 4 3 2 giữ nha, hạ xuống nâng chân lên, cao chân qua khỏi đầu, thở ra hạ xuống, đi thật chậm lên, chân qua khỏi đầu, thở ra hạ xuống lên, chân qua khỏi đầu, thở ra hạ xuống lên, chân qua khỏi đầu, thở ra hạ xuống, hai lần nữa, lần thứ ba giữ lên, chân qua khỏi đầu, thở ra hạ xuống lên, chân chạm sàn bên kia, thở ra hạ xuống rồi lên và giữ lại nè, tay mình giữ chặt vào lưng giữ ở đây, 5 4 3 2 tiếp tục nâng chân phải thẳng lên, thở hạ, chân trái thẳng lên, thở hạ, chân phải thẳng lên, thở hạ, chân trái lên, thở hạ, chân phải lên, thở hạ, chân trái lên, thở hạ, chân phải lên, thở hạ, chân trái lên, thở hạ, rồi chân phải lên giữ ở đây, thả lỏng hoàn toàn chân phải ra giữ, 5 4 3 2 đổi chân, chân trái lên giữ, 5 4 3 2 và hai chân lên, thả lỏng hoàn toàn chân mình giữ, 5 4 3 2 rồi đi tiếp nha, co gối nè, gập hai gối,
duỗi thẳng lên, co gập gối, duỗi thẳng, co, duỗi thẳng, co, duỗi, co, duỗi, co, duỗi, co, duỗi, co và giữ lại 5 4 3 2, duỗi và giữ, thả lỏng chân ra 5 4 3 2, sau đó mở chân ra ngang giữ 5 4 3 2, và hai chân khép lại chậm rãi, chậm rãi nhẹ nhàng hạ xuống, duỗi tay chân mình ra, điều tiết hơi thở thư thái, nhẹ nhàng cơ thể ra, lắc lắc mềm chân. Rồi đi tiếp, hai chân chống lên sàn, đo mũi tay chạm gót chân, rướn hông mình lên, thở hạ, hít rướn lên, thở hạ, hít rướn lên, thở hạ. Rồi mũi chân nhích vào mông, nhón gót lên, rướn hông nhón gót, hạ mông, hít nhón gót, thở hạ, hít lên, nhón gót, thở hạ, hít lên, nhón gót, thở hạ. Rồi lên giữ, nhón gót nhích sát vào, dùng lực tay đẩy thắt lưng lên, mũi chân nhón cao giữ 5 4 3 2, và thở ra, thở ra, hạ xuống, duỗi chân ra, thả lỏng chân, sau đó nâng chân phải lên giữ ra đây, lắc lắc cho mềm chân phải, hai tay nắm lấy chân, lắc nè, mềm khớp gối, mềm cổ chân, kéo chân mình nhẹ về trán, giữ ra đây, 5 4 3 2, co gối lại giữ, ép gối sát vào bụng, 5 4 3 2, nâng hai bàn chân lên, tay mình kéo bàn chân lên, vừa căng khớp gối vừa căng bắp chân, giữ 5 4 3 2, sau đó ép gối phải sang bên trái, xoắn đốt sống lưng mình giữ lâu, 5 4 3 2, và trả về, lắc lắc mềm chân và đổi chân, nâng chân trái lên, thả lỏng hoàn toàn chân trái mình, khớp gối, cổ chân, cơ đùi, bắp chân giữ ở đây, lắc lắc cho mềm, 5 kéo nhẹ chân, 4 3 2, sau đó co gối lại, hai tay ôm ép gối sát vào bụng giữ, 5 4 3 2, hai tay nâng bàn chân kéo lên cho căng khớp gối, căng bắp chân giữ tiếp, 5 4 3 2, và nhẹ nhàng ép gối trái sang phải, xoắn đốt sống lưng mình giữ,
giãn toàn cơ thể. Hít một hơi vào thật nhiều, căng cơ bụng. Chậm rãi thở ra, bụng hó, toàn thân mềm nhẹ và tan dần. Rồi lại hít một hơi mớ vào, bụng căng, cảm giác nhẹ nhàng thư thái. Và chậm rãi thở ra, thở ra, toàn cơ thể đang nhẹ, mềm, mềm, mềm và cơ thể đang chìm vào thư giãn. Thank you.